Chào mừng các em đến với kênh Hải Ly. Em trong bài giảng hôm nay thầy xin dẫn các em làm bài tập trong buổi bài tập toán lớp 5 sách cánh diều. Cho lối xem bài giảng thì Ly lấy cam khá giờ hiệu các em sao không thích và chia sẻ video cho bạn bè cùng xem. Giờ hôm nay mình sẽ làm bài tập của bài 25 cộng các số phân cho sum 2 sum 3. Trước mình sẽ làm câu số 1 câu A tính, mình sẽ tính. Giờ 4 cộng 8 12 mình sẽ viết 2 nhớ 1. Dấu phẩy hằng cầu. 4 cộng 5 là 9 thêm 1 nhớ là 10, viết 0 nhớ 1. 3 cộng 6 là 9 hay 1 nhớ là 10, viết số 10. Kết quả là 100,2. Được này. Giờ bên đây cũng vậy, 9 cộng 4 13, viết 3 nhớ 1. 1 cộng 0 là 1, khi 1 nhớ là 2, viết số 2, dấu phẩy, viết lại. Dấu phẩy hẳn cột. 8 cộng 6 14, viết 4 nhớ 1. 2 này khi 1 nhớ là 3. Kết quả là 34,23. Đúng rồi. Giờ tiếp theo là số 7 này, hạ xuống với số 7. 9 cộng 6 15, viết 5 nhớ 1, dấu phẩy hẳn cột. 7 cộng 2 là 9, khi 1 chính là 10, viết 0 nhớ 1, 1 khi 1 nhớ là 2. Có như vậy kết quả là 20,57 nha. Giờ bên đây cũng vậy, số 8 hạ xuống với số 8. 6 cộng 7 13, viết 3 nhớ 1, dấu phẩy hằng cột. 2 cộng 9 11, khi 1 nhớ là 12, viết 2 nhớ 1. 3 khi 1 nhớ là 4, kết quả 42,38. Như vậy mình xong câu A, mình sẽ làm tiếp câu B. Giờ câu B đặt tính giờ tính 29,62. Cộng cho 74,35. Giờ 2 cộng 5 bằng 7, viết số 7. 6 cộng 3 là 9. Dấu phẩy hằng cột. 9 cộng 4 13, viết 3 nhớ 1. 2 cộng 7 là 9, khi 1 nhớ là 10, viết số 10. Kết quả là 103,97. Tiếp theo là 16,35 cộng cho 8,9. Giờ số 5 hạ xuống, viết số 5. 3 cộng 9 12, viết 2 nhớ 1, dấu phẩy hẳn cột. 6 cộng 8 14, khi 1 nhớ là 15, viết 5 nhớ 1, 1 khi 1 nhớ là 2, kết quả là 25,25. Giờ tiếp theo là 8,8 cộng cho 21,75. Giờ số 5 này hạ xuống, viết số 5. 8 cộng 7 15, viết 5 nhớ 1, dấu phẩy hẳn cột. 8 cộng 1 là 9, khi 1 nhớ là 10, viết 0 nhớ 1, 2 khi 1 nhớ là 3, như là 30,55. Tiếp theo sẽ là 26,458 cộng cho 0,57. Giờ số 8 hạ xuống, viết số 8. 5 cộng 7 12, viết 2 nhớ 1. 4 cộng 5 là 9, khi 1 nhớ là 10, viết 0 nhớ 1, dấu phẩy hẳn cột. 6 khi 1 nhớ là 7, số 2 viết lại. Số 2 hạ xuống. Như vậy có nghĩa là 27,028. Như vậy là mình xong câu số 1 nha. Câu số 1 kem hiểu bài. Kem xong khuất video hãy kem hiểu bài. Giờ tiếp theo mình sẽ làm câu số 2, mình sẽ đánh dấu x và ô trống ở cách đặt tính sai và sửa lại cho đúng. Câu A là 16,95 cộng 43. Mình xem mẫu phố đặt tính đúng hay sai thì mình thấy là dấu phẩy không hẳn cột với nhau, như đây là sai, mình đánh dấu x nha.
Bạn Linh thì mình thấy đặt tính đúng rồi, do phải khẳng cọc với nha, đúng rồi. Còn bạn Ngọc mình thấy là do phải không không khẳng cọc với nhau cũng là sai luôn, đúng rồi. Giờ như vậy mình sẽ đặt lại cho đúng nha, sửa lại 16,915 cộng cho 4,3. 4,3 các em có thể viết thành 4,30 đúng nè, cũng được, hoặc là các em để 4,3 cũng được nha, nhưng mà các em đặt tính sao cho dấu phẩy hàng cột, dấu phẩy là được. Giờ tiếp theo mình sẽ làm câu B. Như vậy là câu B 605 cộng cho 3,48, mình xem bạn chung đặt tính đúng hay sai. Thì mình thấy là số 5 này hàng đơn vị, số 3 này hàng đơn vị không có hàng cộng với nhau, như bạn chung đã đặt tính sai, đúng này. Các em sẽ đánh dấu ít. Bạn Hương thì mình thấy cũng vậy, đây là hàng đơn vị không có hàng cộng với nhau, như bạn Hương cũng sai luôn, đúng này. Giờ tiếp theo bạn Hiếu thì mình thấy là hàng đơn vị với hàng đơn vị hàng cộng với nhau, như vậy bạn Hiếu đã đặt tính đúng, đúng này. Giờ mình sửa lại nhé. Như mình sẽ lấy 605 cộng cho 3,48. 605 các em để là 605,00 cũng được, hoặc là các em để 605 cũng được, nhưng mà các em phải đặt tính sao cho hàng đơn vị hàng cộng hàng đơn vị là được nhé, đúng không? Giờ như vậy các em sửa lại như vậy nhé. Như là mình xong câu số 2 nhé. Câu số 2 kem hiệu bài. Kem xong hết video thì kem hiệu bài. Tiếp theo mình sẽ làm câu số 3 tính theo mẫu và quan sát mẫu. 5,63 cộng 14,25 cộng 9,7. Giờ mình thấy là dấu phẩy khẳng hộ cột từ trên xuống, đúng này. Giờ mình sẽ cộng từ trên xuống, từ hàng có giá trị thấp nhất 3 cộng 5 là 8, viết số 8. 6 cộng 2 là 8, cộng 7 là 15, viết 5 nhớ 1, dấu phẩy hàng cột. Giờ 5 cộng 4 là 9, cộng 9 là 18, thêm 1 nhớ là 19, viết 9 nhớ 1, 1 này thêm 1 nhớ là 2, kết quả là 29,518. Như vậy để tính tổng nhiều số hợp phân, ta sẽ là làm tương tự như tính tổng hai số hợp phân thôi, đúng này. Thì các em sẽ đặt tính nhiều số như vậy sao hẳn cộng với nhau là được nha. Giờ như vậy mình sẽ làm câu A. 2,92 2,92 cộng cho 5,07 cộng cho 18,66, đúng không? Giờ mình sẽ cộng từ trên xuống, từ hàng có giá trị thấp nhất 2 cộng 7 là 9, cộng 6 là 15, viết 5 nhớ 1. 9 cộng 6 là 15, khi 1 là 16, viết 6 nhớ 1, dấu phẩy khẳng cột. Giờ 2 cộng 5 là 7, cộng 8 là 15, khi 1 nhớ là 16, viết 6 nhớ 1. Giờ 1 này các em thêm 1 nữa là 2, kết quả là 26,65, đúng không? Và tiếp theo mình sẽ làm câu B. 4,36 cộng cho 2,53 cộng cho 0,96 giờ mình sẽ cộng từ trên xuống, từ hàng có giá trị thấp nhất 6 cộng 3 là 9, cộng 6 là 15, viết 5 nhớ 1. 3 cộng 5 là 8, thêm 9 cộng 9 nữa sẽ là 17, khi 1 là 18, viết 8 nhớ 1 tiếp, dấu phẩy hàng cột. 4 cộng 2 là 6, khi 1 nhớ là 7, 7,85, đúng này. Giờ tiếp theo mình sẽ làm câu C. 34,8 cộng cho 9,76 cộng cho 24,35.
Như vậy là 34,80 thì các em có thể quyết là 34,80 cũng được nha. Các em có thể là quyết là 34,8 cũng được, nhưng mà sao các em đặt tính sao cho dấu phẩy khẳng cột từ trên xuống dưới là được nha. 6 cộng 5 là 11, mình sẽ quyết 1 nhân 1. 8 cộng 7 là 15, cộng 3 là 18, thêm 1 là 19, quyết 9 nhân 1. Dấu phẩy khẳng cột. 4 cộng 9 13, cộng 4 nữa là 17, thêm 1 là 18, quyết 8 nhân 1. 3 cộng 2 là 5, thêm 1 nhớ là 6, kết quả là 68,91. Như là mình xong câu số 3 nhé. Câu số 3 các em hiểu bài, các em xong hết video hãy biết các em hiểu bài. Giờ tiếp theo mình sẽ làm câu số 4. Người ta ghi lại chiều cao của một cây trồng trong phòng thí nghiệm sinh học. Tầng đầu tiên thì cây cao 4,57 cm, tầng thứ hai cây cao khiêm 1,7 cm, tầng thứ ba cây tiếp tục cao khiêm là 2,45 cm. Hỏi sao tầng thứ ba cây cao bao nhiêu cm? Như mình sẽ lấy ba số này cộng lại ra kết quả thôi, đúng không? Như vậy các em bỏ chữ hỏi đi, các em trả lời là sao tầng thứ ba cây cao số cm này. Sao tầng thứ ba cây cao số cm là như vậy là sao tầng thứ ba cây cao số cm là như là mình sẽ lấy 4,57 cộng cho 1,7 cộng cho 2,45 bằng. Giờ hãy sẽ nhắc cái này. Giờ mình sẽ đặt tính và tính phía dưới này. 4,57 cộng cho 1,7. 1,7 kem có thể viết là 1,70 cũng được, đúng này. Cộng 2,45. Giờ mình sẽ cộng từ trên xuống từ hàng có giá trị khám nhất. 7 cộng 5 12, viết 2 nhân 1. Giờ 5 cộng 7 là 12, cộng 4 là 16, khi 1 nhớ là 17, viết 7 nhân 1. Dấu phẩy khẳng cột 4 cộng 1 là 5 cộng 2 là 7 thêm 1 nhớ là 8, kết quả là 8,72, đúng này. Mình sẽ viết là 8,72 cm. Như đáp số sẽ là 8,72 nhé. Cm. Giờ như là mình xong câu số 4 nhé. Câu số 4 kem hiểu bài. Kem xong hết video hãy biết kem hiểu bài. Giờ như là mình xong bài giảng hôm nay, nếu các em thấy giảng gì thì bấm khích chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Và em nào chưa đăng ký kênh thầy Liêm, các em sẽ bấm nút đăng ký cái bấm chuông để xem bài giảng mới nhất thầy Liêm. Thì chúc các em học tốt, tạm biệt các em nhé.